Bonjour, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ của mình trong thời gian đã qua. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho vị tướng Narok. Mong mọi người tiếp tục đăng ký kênh để đón nhận những cái combo, những cái mùa hay nhất nha. Và về phần bản ngọc thì chúng ta sẽ lên như sau. Về Narok chúng ta sẽ lên là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng cho Narok 10 viên cho bản ngọc đỏ. Và về vàng bản ngọc tím thì chúng ta sẽ lên là hút máu 1.6% 3 viên. 7 viên còn lại chúng ta sẽ lên là tốc đánh và tốc chạy. Về vàng bản ngọc lục chúng ta sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Công vật lý 0.9, xiên giáp là 6.4. Chính là vì phần bản ngọc cho vị tướng Narok. Và về phần build đồ thì đa phần Narok đi rừng thì mình sẽ lên trang bị đi rừng một cái kiếm chi hồn nằm ở shop đầu tiên cho Narok, và cái shop thứ hai là đi kim cương và để kháng những hiệu ứng đó. Và phức hợp kiếm chúng ta sẽ lên đó là ở vị trí thứ 3, và chúng ta sẽ lên một cái thanh kiếm nha. Nằm ở vị trí thứ 4 và khắc đỡ đòn, chúng ta sẽ lên là kiếm Moriza ở vị trí thứ 5 để nhận thêm công vật lý cũng như là giảm hồi chiêu và xin giáp nội tại. Và cuối cùng là một cái giáp màu mệnh cho vị tướng Narok. Và để combo bản ngọc và với cái build đồ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần phù hiệu. Phù hiệu chúng ta sẽ lên là vực không mang, thành cử nguyên và vị trung tâm làm ma tính. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi cái video clip của mình. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau, và đừng quên là nút like, nút đăng ký cũng như là những cái view link của mọi người nhé. Mình xin mọi người nhé.